Chính thức ra mắt đạo tràng đạo Phật ngày nay tại Hàn Quốc và khởi động dự án kiến tạo chùa Việt tại Seoul. Xây dựng trung tâm văn hóa Phật giáo vừa để lan tỏa các giá trị đạo đức, tỉnh thức và minh triết cao quý của đạo Phật, đồng thời kết nối, giữ gìn và phát huy văn hóa truyền thống dân tộc Việt Nam tại Hàn Quốc là việc làm cần thiết của người con Phật trải qua một thời gian dài sinh hoạt Phật giáo, tiến hành các thủ tục pháp lý, cộng đồng Phật tử người Việt tại Seoul, Hàn Quốc đã quyết định tổ chức lễ ra mắt Đạo tràng Đạo Phật ngày nay và khởi động dự án kiến tạo chùa Việt tại Seoul vào chiều ngày 14 tháng 10 năm kỷ hợi, nhằm ngày 10 tháng 11 năm 2019 tại chùa Pháp Long, trụ sở của ni giới phái Tạo Khê, Hàn Quốc. Tham dự và chứng minh có Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Thượng tọa Thích Quảng Hà, Phó Chủ tịch Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa Thượng Thích Thanh Điện, Phó Tổng Thư ký Kim Chánh Văn phòng 1 Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Thượng tọa Thích Thành Tuấn, Ủy viên Thường trực, Kim Phó Văn phòng 1, Thượng tọa Thích Thanh Huân, Ủy viên Thư ký, Kim Phó Văn phòng 1 Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Thượng tọa Thích Minh Quang, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Văn phòng 1 thượng, Giáo hội thiệu, Phật giáo Việt Nam, thượng tọa thích nhật từ ủy viên hội đồng trị sự phó ban phật giáo quốc tế cố vấn đạo tràng đạo phật ngày nay tại hàn quốc về phía hàn quốc có ni trưởng bong gác trưởng ban phân ni giới phái tàu khê hàn quốc ni sư trụ trì chùa pháp long sư cô thích nữ giác lệ hiếu ủy viên ban hoàng pháp quốc tế phái tàu khê hàn quốc trưởng đạo tràng đạo phật ngày nay tại hàn quốc bà nguyễn ngọc cẩm hội trưởng hội người việt nam tại hàn quốc theo trình bày của sư cô thích nữ Giác Lệ Hiếu, hiện nay có khoảng 230.000 người Việt đang sinh sống, làm việc, học tập tại Hàn Quốc. Thượng tọa Thích Minh Quang chia sẻ, đã từ lâu, cộng đồng người Việt tại đây mong muốn có một ngôi chùa thuần Việt ở thủ đô Seoul để làm nơi tu tập và sinh hoạt văn hóa tâm linh cho bà con Phật tử tại xứ sở Kim Chi. Ni trưởng Bông Gác, trưởng phân ban ni giới phái Tàu Khê phát biểu, vinh dự và hạnh phúc vì đã đầy đủ nhân duyên đồng hành cùng Phật tử Việt Nam tổ chức Pháp hội Trang Nghiêm đầy ý nghĩa này. Ni trưởng nguyện chúc ngôi chùa Việt Nam tại Seoul sớm được viên thành và hoan nghênh các Phật tử về hội quán tỳ Kheo Ni sinh hoạt. Ban đạo từ tại buổi lễ, Hòa Thượng Thích Thanh Nhiễu rất vui vì Phật tử người Việt tại Hàn Quốc nói chung và thủ đô Seoul nói riêng luôn hướng về nguồn cội, yêu thích tu tập, sinh hoạt theo văn hóa Phật giáo Việt Nam. Việc thành lập đạo tràng tu học, tiến đến xây dựng chùa tại thủ đô Seoul sẽ tạo điều kiện thuận lợi về thời gian, đường xá cho bà con đến chùa. Mong rằng bà con nơi đây cùng nhau đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong lập nghiệp, sinh sống để cùng phát triển kinh tế, nuôi lớn đời sống tinh thần và nên dạy tiếng Việt song song tiếng Hàn để con em thế hệ sau không bị mất gốc, luôn hướng về cội nguồn dân tộc Việt Nam.